Ngày 18 tháng 4, Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Việt Hùng, trú tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, để điều tra hành vi giết người cướp tài sản. Trước đó, tối ngày 12 tháng 4, Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên nhận tin báo về việc một người phụ nữ, sinh năm 1984, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, đi khỏi nhà từ 8 giờ cùng ngày nhưng chưa thấy về, gia đình không liên lạc được. Đến sáng ngày 15 tháng 4, Công an quận Long Biên phát hiện nạn nhân đã tử vong trong xe ô tô tại hầm gửi xe của một chung cư ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Đến 21 giờ ngày 16 tháng 4, Công an quận Long Biên và Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ Trương Việt Hùng khi đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do mâu thuẫn nên đã giết nạn nhân và giấu thi thể tại hầm xe chung cư, sau đó chiếm đoạt 16 triệu đồng rồi nạp vào tài khoản để chơi game. Thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật cắt một bên tinh hoàn của bệnh nhân 27 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, trong lúc cho bò ăn, thì đã bị vật nuôi đá vào vùng bộ hạ. Các bác sĩ tại Trung tâm Tiết niệu Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Nhận thấy tinh hoàn phải bị tím đen, rách, dập, nhiều máu tụ xung quanh nên các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ. Ca phẫu thuật thành công, hiện bệnh nhân đã được xuất viện và hẹn tái khám theo chỉ định. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Huỳnh Tuấn, Trung tâm Tiết niệu Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết, nếu không phẫu thuật kịp thời, nguy cơ hoại tử lan rộng sẽ phải cắt bỏ diện tích rộng hơn. Khi cắt một bên tinh hoàn, người bệnh vẫn có khả năng lập gia đình và sinh con theo cách tự nhiên. Tuy nhiên, khả năng sản sinh và lưu trữ tinh trùng sẽ ít hơn bình thường. Chiều ngày 18 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quang Việt, sinh năm 1959, nguyên Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, và Nguyễn Thành Nhân, sinh năm 1972, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Cả hai bị can trên bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an còn khởi tố hai người khác là Quảng Thành Thao, sinh năm 1982 và Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1979, cùng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Đây là diễn biến mới nhất khi Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án tổ chức môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Dương và một số tỉnh, thành phố khác. Ngày 18 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã là Nguyễn Thanh Tâm, còn gọi là Tre, 61 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi, khi đang lẫn trốn sinh sống tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, hành nghề cơ khí. Trước đó, vào năm 1997, Tâm sinh sống và làm ăn tại Quảng Ngãi, cùng một người phụ nữ thực hiện hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở đây rồi cả hai bỏ trốn. Qua 26 năm trốn tránh, đối tượng đã bị bắt giữ, đồng thời di lý về tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Ngày 18 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Huỳnh Thanh Quang, nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng nghề An Giang, và Trương Thị Kim Tú, nguyên kế toán trưởng, với cùng tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, xảy ra tại trường cao đẳng nghề An Giang. Theo cáo trạng, từ năm 2014 tới tháng 7 năm 2019, thời điểm bị thanh tra, với vai trò là hiệu trưởng, bị cáo Quang chỉ đạo kế toán trưởng là bị cáo Tú thực hiện việc thu chi không đúng đối tượng, vi phạm chế độ quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cụ thể, sai phạm trong việc chi thanh toán cho đối tượng không được hưởng chế độ thâm niên nghề, nhà giáo và chỉ phụ cấp 25% cho 145 cán bộ nhân viên, làm nhiệm vụ văn phòng, quản lý không trực tiếp giảng dạy, với tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu từ sự nghiệp. Ngoài ra, bị cáo Quang còn chỉ đạo cho Tú chi cho các đối tượng không thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấp, ưu đãi giảng dạy hơn 5,3 tỷ đồng. Quá trình điều tra còn xác định hai bị cáo không thực hiện đúng nguyên tắc tài chính kế toán, không trích lập 40% từ nguồn thu sự nghiệp để làm nguồn cải cách tiền lương theo quy định, với tổng số tiền hơn 31,6 tỷ đồng. Đối với khoản thu này, bị cáo Quang chỉ đạo chỉ tăng lương theo quy định là hơn 10 tỷ.
chi phụ cấp 25% ưu đãi giảng dạy, phụ cấp thâm niên nghề cho cán bộ nhân viên làm công tác văn phòng sai quy định là 6,8 tỷ đồng và chi hoạt động thường xuyên gần 12,5 tỷ đồng. Tổng số tiền mà hai bị cáo đã chi sai là hơn 21,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận định hơn 13 tỷ đồng chi sai, sử dụng nguồn cải cách tiền lương để chi kinh phí hoạt động của trường, không gây thất thoát ngân sách nên không truy cứu trách nhiệm hình sự hai bị cáo đối với phần này. Hai bị cáo chịu trách nhiệm hình sự về số tiền hơn 7,7 tỷ đồng đã gây thất thoát. Chiều ngày 18 tháng 4, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin việc điều chỉnh điểm đón khách tại nhà ga quốc tế của xe công nghệ sang khu bãi đậu xe của nhà ga quốc tế nhằm giảm ùn tắc giao thông trong các đợt cao điểm. Qua khảo sát, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất ghi nhận tình hình hành khách quốc tế về đông và các xe đoàn, xe buýt chiếm diện tích nhiều, gây ùn tắc ngay vị trí làn B. Nhằm ổn định công tác vận chuyển hành khách trong dịp cao điểm, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai thay đổi vị trí đón khách của hệ thống xe công nghệ từ 5 vị trí làn B chuyển sang cách đó 10m là bãi đậu xe nhà ga quốc tế với 11 vị trí. Làn xe công nghệ khi được điều chỉnh sẽ tạo không gian thoáng, thoải mái hơn cho hành khách. Vào 16 giờ 25 phút ngày 18 tháng 4, chuyến bay mang số hiệu MF869 của hãng hàng không Xiamen Airlines chở 164 khách khởi hành từ Hạ Môn, Trung Quốc đã hạ cánh an toàn tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, chính thức khai trương đường bay quốc tế thương mại thường lệ khứ hồi Hạ Môn, Hà Nội. Đường bay Hạ Môn, Hà Nội được hãng hàng không Xiamen Airlines khai thác với tần suất 4 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần vào thứ 3, thứ 5, thứ 6 và Chủ nhật. Thời gian bay từ Hạ Môn đến Hà Nội khoảng 2,5 giờ. Với sự kiện khai trương đường bay mới, Xiamen Airlines là một trong 5 hãng hàng không có đường bay kết nối Hà Nội với Trung Quốc. Với sự góp mặt của hãng hàng không Xiamen Airlines, hiện có 52 hãng hàng không quốc tế và nội địa hoạt động tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, kết nối thủ đô Hà Nội với 59 điểm đến quốc tế và 18 điểm đến nội địa.